Thấy bàn gì được phải không? Dạ ok, thấy bàn gì cũng được. Liều cơm gấp mắm mà. Rồi, có gì đâu. Dạ. Thì nếu mà chị giao vậy thì bên em là chi ly lại tí xíu. Đó. Đây mọi người ơi. Rồi chút xíu. Đang nói chuyện để chút. Gây cái bàn vô mới được. Ốc rồi. Rồi kéo cái bàn vô bảo rồi. Ốc rất là ngon ha. Ốc mua tổng cộng 580 á. Ốc gì vậy bảo? 1 kg ốc hương, 2 kg ốc tím. Với lại 1 kg ốc nhĩ. Mồi quá bán rồi. Kéo bàn vô làm sao hay là đẩy thêm cái bàn nữa bảo ơi. Chắc kéo bàn vô đi, kéo bàn vô bàn. Đó, hoành tráng nha mọi người. Đúng là ngon. Có mời chú Nhiều qua nhậu nữa mọi người. Chú Nhiều làm đồ màu nhậu rất là ngon ha. Đơn giản luộc lên là ok. Là nước chấm chú Nhiều làm ngon. Em mua này rẻ mà ngon, ăn cũng ngon lắm. Ốc hương thì 320 kg. Ốc này á, ốc này kêu ốc gì chú Nhiều? Kêu ốc gì? Mà nó kêu sò tím vậy đó. Sò tím ha, 60.000. Rồi cái con kia là cái sò ốc gì ta? Ốc nhảy 140 kg. Ốc nhảy 140 kg mà rất là tươi ngon mọi người. Chú Nhiều chào mọi người, cái đầu bếp của nhóm nha. Thuộc công ty nhóm B. Đó, chú Nhiều ngồi chơi lai rai, ngồi nói chuyện nói trò chơi cho nó vui mọi người ơi. Chú cũng bận công việc lắm nhưng mà hơn chừng mời cho chú ngồi chơi cho nó vui ha. Bây giờ thì giám đốc của bên nhóm em đó sai mà ông cầm đi mua thêm mồi hộp vịt lộn để xả xui cho mộng cầm. Hộp vịt lộn thường thường ăn 2 trứng thì ok ha, mà ăn 1 trứng thì là xả xui. Vậy chứ cầm nhiều việc không được cũng có việc xài được mọi người. Giống như mua đồ hay là mua đạt gì á, nhiều khi cũng sai mã đi cũng được. Một manh dạy rách cũng đỡ đầu ngón tay ha. Ốc rất là ngon nha, mời mọi người nha. Cảm ơn chị Loan rất là nhiều nha, chị Loan. Cảm ơn chị Loan nha, chị Loan. Cảm ơn chị Loan. Sao mấy người cảm ơn chị Loan mà cảm ơn chị Yến vậy? Em biết ơi. Có, tại vì cái chậu này của chị Loan, em cảm ơn chị Loan. Rồi mấy cái chậu sau là cái ốc ngon lắm nha. Nước chấm là chú Nhiều làm, mà nước chấm là có tiêu nè, có ớt nè, rồi có nước mắm nè, nhìn hấp dẫn lắm. Ăn một con ốc hương này đúng tươi luôn mọi người, ốc hương tươi rồi. Này là con nhiều lai với con gì nè, con này con rồi ngon quá trời ngon. Ốc đó hương trần ăn cũng ngon ha. Dạ giống nhiều nè mọi người, 60.000 ký. Cái đợt này ra Vũng Tàu là bên nhóm là chú Nhiều vẫn nấu nướng bình thường nha. Tính ra Sài Gòn mấy cái ốc hải sản kia nó rẻ hơn Vũng Tàu. Đúng rồi. Rẻ mà ngon hơn nó. Tại ở ngoài nó chặt chém quá mà. Chứ ở Sài Gòn là giống như chợ gần chợ đầu mối á, bao nhiêu hải sản là nó đem về Vũng Tàu bán á. Sống lưới đỡ rồi đó, em bữa em vô nó bán giá ok đó, tại vì giờ ế quá đi, ít ai đi chơi đó. Nó hết chặt lại phải không? Nhưng mà thứ bảy giờ em không biết thì nha, mà bữa em đi là thứ hai ba rẻ lắm. Bữa phường trọng có 260 kg. Cũng bự bằng vậy luôn hả bảo? Không, nhỏ hơn. Cái này mà giá rất ok á.
Cái này 320 nha quý vị. 320 kg. Còn dở hoài đi ra. Ông đó ông vậy á. Sao nó tụ vô trong vậy trời? Cái này có cái nĩa lá hơn chừng cũng đưa tiền cho chị 6 chị 7 để đi chợ ở Vũng Tàu á, cũng vài bữa nữa cũng tới đi chợ rồi. Đầu bếp nhóm của tụi em á là chủ nhiều chế biến rất là ngon ha. Dạ bạn sao chị? Dạ. Rồi 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 rồi. Rồi chị tính sao cũng được, tính vậy em thấy cũng ok. Đó, chị nói sao rồi. Ừ. Thì đó, vậy đi. Dạ, ok chị. Giờ hơn cái giữ đó hơn đi chợ đi tới. Với lại ăn uống mấy cái chầu ăn uống. Dạ, cái gì đó hơn cứ mua đi. Dạ. Rồi, nhưng mà sáng sớm đi trên đường là phải ăn sáng đi. Dạ. Phải không? Mình tắp ăn sáng đi, ăn sáng xong bắt đầu. Giờ tới ngoài đó rồi mình mua ốc, mua vậy gì đó, mình ra ngoài mình nhậu gì đó, ăn uống gì đó. Ốc gì đó. Rồi còn bắt đầu chứ số tiền còn giữ lại bắt đầu qua mai mình lên xe mình về. Về sáng nữa. Chứ không muốn cơm. Có cơm là bên đây rồi. À, có đồ ăn đó. Nè, bò kho rồi luôn rồi. À, khỏi mua đồ. Cà phê, cà pháo như là có đủ hết rồi, bên đây là có đủ rồi đó. Còn cái tiền nó hơn giữ là để mua đồ nhậu đi. Với lại ăn sáng, phải không? Dạ. Để giữ ăn sáng rồi vậy. Dạ. Hai cử ăn sáng hai ngày mọi người. Với lại hải sản. Thì cử ăn sáng trung bình là cũng 1 triệu bạc đó chứ không hết đâu. Ăn mà tiết kiệm á. Chỗ bánh bao nó rẻ. Bánh canh nó mắc lắm. Bánh canh 60-70 ngàn tô, 70. Bao bữa lông gì đó. Ờ, Long Hương á hả? Phải bánh bao Long Phú gì đó. Bánh bao. Rồi. Rồi mọi người ơi, phó giám đốc của công ty em cũng sắp mới ra nha. Lấy xe nó có điện tử rồi, để rồi sao không lấy điện tử đi. Trời, nó khỏi đi luôn, để xe nó vậy luôn cho nó khỏi đi luôn. Nha Mập, trời xin lỗi nha Mập, tha thứ nha Mập. Hai ghế đó, cái tên nè. Hai ghế luôn, cầm hai ghế luôn. Ta này không chuyện làm ăn kiếm tiền. Ghế thôi, hai giá nè. Cái bàn gì được phải không? Dạ ok, thấy bàn gì cũng được. Liêu cơm gấp mắm mà. Rồi có gì đâu. Dạ. Thì nếu mà chị giao vậy thì bên em là chi ly lại tí xíu. Đó. Tôi đang đi chơi gái rồi. Đi chơi gái hả bỏ. Họp đại sự. Đang đi họp đại sự ở điện thoại. Ờ, phó giám đốc chào mọi người cái đi, phó giám đốc ơi. Ủa sao vậy? Em là đội trưởng đội bảo vệ, xin chào quý vị và các bạn. Phó giám đốc mà. Gửi quý vị các bạn một lời chào trân trọng nhất. Em xin lỗi. Có Mập ra vui à mọi người ha. À, mới nhắc á. Mới nhắc á. Rượu ngon phải có bạn Hiền. Giờ có bạn Hiền đây mà chưa rượu ngon mà không có chưa có bạn Hiền. Rồi dốc bia mời mọi người cái đi. À, mời mọi người nha. Thông báo với em là con ghẹ già của em là nó lên chức được cháu bà nội rồi đó. Em là lên được chức ông nội rồi đó. Ủa? Sách rồi hả? Ờ. Giờ chạy ghẹ hả?
Không có, đi mua đồ, mua mấy cái cái gì á, hột lộn về cho em ăn, bồi dưỡng. Cháu đẻ lúc nào? Không biết nữa, nghe điện thoại với lại má của bà nói là đẻ ra rồi, nằm bệnh viện. Hai thùng nước suối, thùng nước ngọt hả? Ừ. Chứ là mình là bia không, mấy đàn bà người ta phải có nước ngọt uống. Dạ. Rồi lát hồi có điện đưa cho chú. Ừ, để mình bàn vậy thôi. Thùng đó là bà cầm hết mẹ nửa thùng rồi đó. Bà cầm to. Uống ngọt cái lát cặp rồi. Bên đây cà phê là sáu đưa tiền cho nhiều hết rồi. Dạ. Mập này nửa thùng nữa là hết mẹ thùng rồi. Dạ, mẹ chứ hủ nó không đi Vũng Tàu nữa kìa. Bà Giang. Không đi. Thích đi lắm mà thời gian đi. Thôi nói vậy cho tới đó à. Thôi đừng có bàn nữa. Bảo đừng có bàn. Đừng có bàn nữa. Má, bà đi biết tính đi. Nói vậy không đi cái tối. Tối có mặt à. Ở bữa mai đi bằng gái hả? À? Bữa đó đi với bạn gái con ghẹ già. Con hết vụ mà hết công chuyện á thì chạy xe lên. Trời ơi, đi xe bự 29 chỗ không đi. Ăn miếng đi. Ăn đi. Ở ngoài đó em mướn xe cũng được mà. Khỏi chạy xe ra cho khỏe. Muốn đi riêng chung gì cũng được. Ăn gì chậu. Giờ anh cảnh nắng lắm. À chú nhiều làm cái muối chua chanh phải không chú nhiều? Muối chua chanh. Mắm ăn. Ăn đi cháu. Ăn nhiều.